Và sau đây, xin mời quý vị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vẫn còn bé. To nữa lên. Rồi, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tiết mục cuối cùng của chúng ta hôm nay. Vâng, xin mời lớp 8C với bài múa Son.
Xin cảm ơn các em.